ba phụ nữ có số phận lạ lùng trong sự việc. Từ hoàng đế trở thành Nico, người hầu hạ được phong làm hoàng phi, con vua lại lấy hai chồng làm vua là câu chuyện của Lý Chiêu Hoàng, hoàng phi họ Lê, công chúa Ngọc Bình. Lịch sử phong kiến Việt Nam từng xuất hiện không ít phụ nữ có số phận được cho là khác lạ. Trong đó trường hợp của Lý Chiêu Hoàng, nữ hoàng nhà Lý, hoàng phi họ Lê của Lê Uy Mục, Ngọc Bình công chúa của vua Lê Hiển Tông là những người có số phận lạ lùng nhất. Cuộc đời chìm nổi của Lý Chiêu Hoàng. Là nữ hoàng duy nhất trong sự việc, Lý Chiêu Hoàng vừa không bảo vệ được cơ nghiệp của nhà Lý, vừa chẳng quyết định được tương lai của bản thân. Cuộc đời bà trải qua những gập ghềnh chông gai không ai có thể đoán định. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lý Chiêu Hoàng sinh năm 1218, mất năm 1278. Tên thật Lý Phật Kim, sau đổi tên thành Lý Thiên Hinh, con vua Lý Huệ Tông và Hoàng hậu Trần Thị Dung. Năm 7 tuổi, Lý Chiêu Hoàng được cha nhường lại ngôi báu. Lên ngôi khi còn quá nhỏ, quyền lực vương triều đã rơi hết vào tay họ Trần. Năm 1225, theo sự sắp đặt của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng buộc phải nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Lý suy vong, nhà Trần thay thế. Sau khi nhường ngôi, Lý Chiêu Hoàng được sắc phong là Hoàng hậu Chiêu Thánh. 7 năm sau, bà sinh con lần đầu, nhưng hoàng tử mất ngay sau đó. Sợ Trần Thái Tông không có con trai nối ngôi, Trần Thủ Độ ép vua lập hoàng hậu mới, giáng Chiêu Thánh làm công chúa. Trước liên tục những biến cố của cuộc đời, quá đau buồn và chán nản, bà xuống tóc đi tu. Thế nhưng duyên nghiệp của vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử vẫn chưa kết thúc. Sau cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ 1257-1258, bà được phục hồi tước vị công chúa và được gả cho Lê Phụ Trần, người có công cứu giá vua Trần Thái Tông. Trong 20 năm chung sống bên chồng mới, Chiêu Thánh sinh được hai người con. Năm 1278, bà qua đời ở tuổi 60 trong một lần về thăm quê ở Cổ Pháp, Tử Sơn, Bắc Ninh. Trong cuộc đời mình, Lý Chiêu Hoàng đã trải qua 7 danh vị, từ công chúa, hoàng thái tử, nữ hoàng nhà Lý, đến hoàng hậu, công chúa, Nico và cuối cùng là phu nhân dưới thời Trần. Từ nô tỳ trở thành hoàng phi. Thời phong kiến, nô tỳ thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội. Họ gần như không có những quyền cơ bản của con người. Thế nhưng có người từ thân phận thấp kém đó được làm hoàng phi. Câu chuyện lạ lùng này xảy ra dưới thời trị vì của vua Lê Uy Mục của nhà hậu Lê. Trong số các phi tần của Lê Uy Mục, đặc biệt phải kể đến trường hợp của hoàng phi họ Lê. Có tài liệu ghi tên bà là Lê Thị Thanh, quê ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ngày nay. Theo Đại Việt Thông Sử, vì gia đình mắc tội, bà bị xung làm nô tỳ trong cung. Khi Lê Uy Mục còn chưa lên ngôi, một lần bất ngờ trông thấy bà, ông đem lòng yêu mến. Sau khi là vua, Lê Uy Mục đón nô tỳ đó vào cung, phong làm hoàng phi. Theo sách Ô Châu Cận Lục, nhờ được sủng ái, anh của hoàng phi họ Lê cũng được phong tước hiệu, giao trọng trách chiêu dân khai hoang, lập nên nhiều làng mới ở tỉnh Quảng Trị ngày nay. Sau khi bà qua đời, nhân dân nhớ ơn anh em bà có công khai hoang lập ấp nên đã lập đền thờ ở nhiều nơi. Hiện nay, phần lớn đền miếu thờ đã hoang phế, chỉ còn ngôi miếu chính thờ bà ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vẫn được giữ nguyên. Hàng năm, nhân dân trong vùng lại tổ chức tế lễ vương phi họ Lê tại miếu bà vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Công chúa có số phận lạ lùng. Giống như Lý Chiêu Hoàng, dù cũng sinh ra trong gia đình đế vương, mang danh lá ngọc cành vàng, công chúa Ngọc Bình sinh năm 1783, mất năm 1810 của nhà hậu Lê cũng phải trải qua cuộc đời chìm nổi.
Bà là con gái thứ 23 của vua Lê Hiển Tông, em gái của công chúa Ngọc Hân, vợ nổi tiếng của vua Quang Trung, nổi tiếng với sắc đẹp chim sa cá lặn. Năm Ất Mão, tức năm 1795, công chúa Ngọc Bình được gả cho Nguyễn Quang Toản, vua Cảnh Thịnh sau này. Sau khi trở thành vợ của vua Tây Sơn, công chúa Ngọc Bình được phong làm chính cung hoàng hậu. Dù có tới 6 năm làm hoàng hậu của nhà Tây Sơn, bà và vua Cảnh Thịnh khi đó còn khá nhỏ tuổi nên chưa có con. Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ năm 1801, vua Cảnh Thịnh và công chúa Ngọc Bình đều bị bắt. Vua Gia Long quyết định lấy Ngọc Bình làm vợ, phong bà làm đệ tam cung Đức Phi. Theo sách 9 đời chúa, 13 đời vua Nguyễn, dù lúc bấy giờ vua Gia Long có rất nhiều cung tần mỹ nữ, Ngọc Bình là người được kế cận vua thường xuyên nhất. Trong gần 10 năm trở thành phi tần của Gia Long, Ngọc Bình sinh được 2 hoàng tử và 2 công chúa. Cuộc hôn nhân gượng ép với Nguyễn Ánh đã biến Ngọc Bình trở thành người phụ nữ có số phận lạ lùng bậc nhất sử Việt. Bà xuất thân là con của vua, cuối cùng lại lấy 2 đời chồng làm vua của 2 triều đại đối nghịch trong lịch sử. Chính bởi số phận đặc biệt và cuộc đời chuyên chuyên của công chúa Ngọc Bình, dân gian từ đó vẫn lan truyền câu ca: số đâu có số lạ lùng, con vua lại lấy 2 chồng làm vua. Theo website vietnam.net, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn nhấn đăng ký để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.